Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay, tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một số áo Free Fire CM và Liên Quân giá cực kỳ tốt và rẻ cho anh em luôn. Đến với các hàng đầu tiên, cái này nói chung dành cho anh em nào thích skin súng thôi, có hơn 300k nhưng mà skin súng rất là ok. Alok level 6 này, sẽ vào sâu nhanh phần nhân vật thôi. Đấy thì cũng có khá khá nhân vật rồi, chúng mua đủ anh em chơi thôi. Tôi sẽ vào sâu phần thủ đồ, thủ đồ thì vừa đủ anh em dùng. Đây cũng có khủng long này, chúng nào mua được vài mùa TVC thôi. Đây là đồ lam nhé anh em. Đó, và đặc biệt thì anh em nào thích khủng long thì có hai bộ rất là chất luôn, khủng long bò sữa và khủng long minion. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ vào sâu phần thủ đồ lữ cho anh em xem luôn. Nói chung là đồ lữ thì cũng khá là ok. Chúng anh em nào mà thích skin súng thì lấy hạt này khá là ok này. Mũ mini này, bộ này khá là đẹp. Nếu mà của lữ thì bộ này khá là đẹp. Rồi và đặc biệt là cũng mũ tiểu tiên này. Những bộ lữ thì cái mũ này rất là đẹp nha anh em. Cái anh em nào mà chơi đồ thích đồ lữ thì rất ok. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ vào sâu qua thôi, sâu sẽ vào sâu phần trợ thủ cho anh em xem. Rồi, trợ thủ đầy đủ nha anh em nhé. Giá thì rất phải chăng thôi, hơn 300.000 thôi. Rồi, skin hành động rất là đẹp này, rất là ok. Chung đồ đủ anh em chơi, giá thì hơn 300k. Ba lô này, hòm xác này, phương tiện. Nói chung là rất là đầy đủ rồi. Rồi tôi sẽ vào sâu trên phần vũ khí cho anh em xem. Chung là đầy đủ skin, nếu anh em thích chơi skin súng thì có này, M4 rừng xanh này, M4 bức tốc này, AK này. AK thì có AK dòng lửa rất là ok, M14 Titan. SK thì có SK thủy thần nha anh em, tăng sát thương và độ chính xác. Rồi SKS, chung là skin súng thì đều đủ cho anh em chơi thôi. X18 quái thú một ông những khẩu X18 rất là mạnh luôn. M60 quái thú này, AL94 triệu đô. Tiểu Liên thì có UMP thảm họa, MP5 và VSS, MP40 cơ khí này, và có cả skin sấm sét nữa. Đặc biệt là anh em là thích bắn súng can thì cái rất là ok luôn. M4 A1 chiến tranh này, đấy, full 4 khẩu M14 chế tác nha anh em nhé, rất là đắt này. Nói chung là quay hơn triệu mới được full 4 khẩu này. Và đặc biệt là có M1887 tương lai, cái khẩu cũng rất là mạnh, anh em nào thích bắn trong phòng căn thì mua rất ok, chỉ có hơn 300 thôi. Súng ngắm trận chiến ấy, đao thế giới ngâm. Rồi tiếp tục điệu đạn và bom keo nha anh em. Rồi tiếp tục đến với cái hạc số 2. Và tiếp tục đến với cái hạc số 2 thì một hạc nói chung cũng khá là ok, level 68 này. Mua được khoảng 4-5 mùa TVC gì đấy, nói chung dành cho anh em nào thích Titan và Big Vàng. Hạc thì cũng thuộc dạng là khá là siêu phẩm nhưng mà giá rất là rẻ thôi. Thì sẽ vào sâu nhanh phần nhân vật cho anh em xem nhé. Chủ nhân vật thì mua hầu như là gần full rồi. Đây có cả CR7 rồi, Alok các kiểu. Chủ hạc thì còn 5 nhân vật chưa mở nhé. Tôi sẽ sâu luôn đồ lam trước đi. Vào tủ đồ lam cho anh em xem. Rồi, rất là nhiều mùa TVC. Những mùa cổ trước cũng có nhưng em nhé. Never thì khá là ok, Never 68 đó. Đây đồ đạc thì tôi sẽ sâu qua thôi. Chủ trường này, hỏi tóc bích vàng này, xung đồ cực kỳ nhiều luôn. Cái cây hắc long, thì vài bữa trước cũng có clip sâu rồi nhưng mà bữa nay tôi sâu lại thôi. Mặt ông già Loen này, rồi thằng hề hoàng gia, thì anh em nào tìm những clip trước xem cũng được. Đồ đạc rất là ok, đồ đạc thì vừa đủ anh em dùng thôi. Level vào 68 nhưng...
có một bộ của nam, còn đâu toàn là bộ của nữ nha anh em. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ vào sâu luôn phần tủ đồ nữ cho anh em xem. Đây, đồ nữ rất là ok luôn, rất là nhiều. Tại vì gạc này thì trước chủ yếu là con gái chơi anh em ạ, nên đồ nữ thì nói chung là nó nhiều hơn đồ nam một xíu. Rồi tiếp tục sẽ vào sâu phần trợ thủ cho anh em xem. Cũng mà mua cũng khá nhiều. Rồi tiếp tục đến với một số skin hành động. Khá là ok rồi. Anh em nào mua về chỉ việc chơi thôi. Ba lô, hòm sáp này, phương tiện cũng đầy đủ các kiểu. Rồi tiếp tục sẽ vào sâu phần skin vũ khí cho anh em xem. Bộ 4 thì cũng có một số skin này, 4 phép thuật thì khá là ok. AK thì có AK dòng lửa, AK bão nhiệt, M14 tận thế này. Rồi anh em nào thích Titan thì đây, có SK đặc cấp Titan và ngoài ra còn thêm SK địa ngục. Rồi IA, SKS, M249, nói chung skin gì cũng có hết, và mát M60, M60, rồi AL94. Tiếp tục đến với skin tiểu niên đi, UMP quái thú, chỉ là ngày thôi, có UMP thảm hạ này. M5 đôi mắt VDS đôi mắt tử thần. Đấy, anh em nào khoái Titan bích vàng thì hạc đầy đủ như nhé. Bích vàng này, cơn đỏ, tấm xét B90 vàng rồng. Chục căn thì cũng ok, có M1014 đường trên trời này. Ngoài ra có thêm khẩu chết chóc và Spark, ong bắp cây, Halloween. Súng ngắm thì có AWM báo đốm này, K98 các thứ. Nói chung là cũng ok cho anh em chơi rồi, không thiếu đồ. Lựu đạn này. Đấy, và bom keo. Bom keo thì ngon nhất là có bom keo Halloween anh em nhé, có giúp anh em leo tường. Rồi tiếp tục đến với một ạc CM. Rồi tiếp tục đến với một ạc CM nha, ạc WeChat, ạc Việt Nam, WeChat Android. Thì full 3 vòng cơ bản thôi, có set 3Z bon bit này. AK vòng M4. Hai khẩu M4A1 quái thú, M4 bit này, rồi hai khẩu team BVIP anh em. Đấy, nó full 3 vòng cơ bản. Giá thì cũng rẻ thôi, có vài trăm ca thôi. Chung là full 3 vòng cơ bản đang VIP 2. Đầy đồ đạc thì tôi sẽ show qua cho anh em xem. Chung đồ thì nó cũng không có nhiều anh em ạ. Chỉ được cái là full 3 vòng cơ bản. Nhân vật thì có gốt và một số nhân vật khác. Đây là một số thủ tí. Có set 3Z con bit anh em nhé. Mới quả bom rồng. Đấy, còn một số thủ tí thì tôi kéo qua thôi. Anh em nào mua thì inbox tôi chụp lại kỹ cho anh em xem. Chúng bữa nay đi làm bận nên clip làm nó hơi ít, lại không thời gian làm anh em. Có ạc còn rất là nhiều nhưng mà không đăng kịp. Đó, nhân vật đây. Cũng có gốt và một số nhân vật tím bình thường thôi. Một số mảnh, nói chung mấy mảnh này toàn được hai mấy thôi, cũng còn lâu đã ghép được anh em ạ. Dù có cày thì còn nhanh, không thì rất là lâu. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một ạc Liên Quân. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một ạc Liên Quân giá rẻ, chỉ có hơn 100.000 thôi. Tướng thì có 31 và trang phục thì có 44 nha anh em. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh phần tướng cho anh em xem. Đấy thì anh em nào thích mua thì có hơn 100.000 thôi, nhưng mà cũng rất là ok. Đấy, có rác này, chiến thần mây thái này, mà có hơn 100.000 thôi. Anh em mua skin này đã mất mấy trăm rồi. Rồi có siêu việt bậc mấy đây. À, cái này siêu việt thôi. Chung có một số vài skin
để anh em chơi tạm thôi, nhưng mà giá rất là phải chăng, có hơn 100.000 đấy. Thì anh em nào mua thì inbox nhé, rồi tôi sẽ chụp kỹ cho anh em xem thôi, chỉ hơn 100 xíu thôi. Rồi sẽ vào sâu luôn bảng ngọc cho anh em xem. Chung là được cái là bảng ngọc với lại vàng viếc rất là nhiều. Đấy, bảng ngọc được khoảng 7 bảng ngọc 90 luôn. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em nào mua thì inbox Zalo tôi nhá. Số điện thoại để ở đầu ý chụp clip, anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Tạm biệt anh em.